Ký sự World Cup 2022, Saudi Arabia và vẻ đẹp của bóng đá. Saudi Arabia xuất sắc đánh bại Argentina 2-1 để tạo nên kỳ tích ở World Cup 2022 cũng như lịch sử giải thế giới, để cho thấy sự tuyệt vời của bóng đá. Bóng đá thật tuyệt vời. Trên sân Lusail Iconic, địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2022, Saudi Arabia cho cả thế giới thấy vẻ đẹp của môn thể thao vua. Cách mà Saudi Arabia thể hiện không chỉ là kỳ tích ở Qatar 2022. Đây là một trong những bất ngờ được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử giải vô địch thế giới. Tất nhiên, kết quả mà thầy trò ông Herve Renard làm được cũng là bài học cho các đội bóng chiếu dưới. Hôm thứ Ba, Argentina với Lionel Messi dẫn trước chỉ sau 10 phút thi đấu. Nhưng bóng đá có đến 90 phút và mọi thứ đều có thể xảy ra. Saudi Arabia chỉ cần hai pha dứt điểm chính xác để làm nên cuộc lội ngược dòng, đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ với tỷ số 2-1. Khi bạn đến với giải đấu như World Cup, bạn phải có niềm tin rằng điều gì cũng có khả năng xảy ra, Renard bình thản khi đề cập đến chiến thắng mang tính lịch sử của Saudi Arabia. 4 năm trước, Renard giúp Maroc trở lại World Cup sau 2 thập kỷ vắng bóng. Ông từng giúp Zambia vô địch châu Phi vào năm 2012 bằng những trận đấu khiến cả thế giới thẫn thờ. Sau đó, ông tái hiện chiến tích với Bồ Đào Nha. Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia người Pháp, người từng đến Việt Nam dẫn Nam Định hồi 2004, có hơn một thập gắn bó với bóng đá châu Phi. Ở đó, ông được gọi là nhà ảo thuật da trắng. Bây giờ, vị Pháp sư da trắng 54 tuổi với nước da rám nắng và mạnh mẽ cùng chiếc áo sơ mi trắng bó sát mang điều kỳ diệu đến cho bóng đá châu Á. Bị xem là kẻ lót đường ở bảng C với Argentina, Mexico và Ba Lan, Saudi Arabia đánh bại một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Đó là chiến thắng của sự chính xác, khoa học và lối đá phòng ngự khu vực cấp tiến. Khi trận đấu trên sân Lusail Iconic khép lại, trên khán đài, bên ngoài thành phố Lusail, cũng như tại quê nhà, người hâm mộ Saudi Arabia có những màn ăn mừng như thể họ vừa trở thành nhà vô địch thế giới. Cảm xúc ấy là dễ hiểu khi Saudi Arabia đánh bại đối thủ không thua trận nào trong hơn 3 năm. Với chuỗi 36 trận bất bại, kém một trận so với kỷ lục mà Italy đang nắm giữ. Màn trình diễn của Saudi Arabia được xếp ngang chiến thắng của Triều Tiên trước Italy 1966, Algeria đánh bại Đức 1982, Hàn Quốc hạ Italy 2002, Cameroon chiến thắng Argentina 1990 hay Pháp thua Senegal 2002. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, giá trị đội hình của Argentina đạt 748 triệu euro, xếp thứ 8 trong 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022. Ngược lại, Saudi Arabia chỉ có giá 49 triệu euro và đứng hạng 29, toàn đội hình mà ông Renard triệu tập cho giải vô địch thế giới đều thi đấu trong nước. Trong đội hình xuất phát được huấn luyện viên Renard lựa chọn đầu Argentina, có đến 9 thành viên thuộc Al Hilal, đội hiện đang xếp hạng 4 giải vô địch Saudi Arabia. Những con người ấy đã quật ngã tập thể của các triệu phú chơi bóng ở châu Âu. Cả hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Argentina, Saleh Ansari và Salem Andrasari, cũng đang khoác áo Al Hilal. Điều thú vị là Al Hilal được dẫn dắt bởi Ramon Diaz, có biệt danh El Pelado, cựu tiền đạo của Argentina, từng dẫn các câu lạc bộ lừng danh River Plate, San Lorenzo hay Independent. Có vẻ như ảnh hưởng của Ramos Diaz, dù chỉ mới làm việc vài tháng, nâng tầm ý thức chiến thuật cho các cầu thủ Al Hilal. Nhờ vậy, lối đá của Argentina bị bắt bài và Arabian Falcons tạo nên cột mốc khó quên cho World Cup. Trong bối cảnh các đại diện châu Á thua thảm, gồm cả chủ nhà Qatar, đã kém đến mức khán giả bỏ về ngay sau hiệp 1. Saudi Arabia trở thành bài học rất quan trọng để nhìn về tương lai. Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 cập nhật liên tục tại đây.